Bà điện kêu hỏi kêu ở đâu. Ở đây quá trời là cá luôn. Dạ. Cá to không mọi người. Cho cá ăn. Ôi, cá ở đây bị dữ. Cá này bự. Cá to trời ơi, con cá chép. 5 kg gì? Nè cá cục phi rẻ hồi nãy bển nhóc trơn nè. Thằng ơi nhỏ con kìa. Ừ. Má bụng nó chả ó bụng kìa. Cục con sẽ đẻ đó. Mình đang đi ở trên một cái khu chợ đồ lưu niệm với lại những cái hàng thực phẩm đặc sản miền núi trên này các bạn ạ. Để nó qua nó hẹp rồi để dưới luôn vô chứ. Đây bán gồm bánh xèo. Đồ lưu niệm. Bánh đạm hủ chôm. Né rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ lên ông Phật Di Lạc bụng bự nha các bạn. Đi đường kia vòng quá. Ôi con đót bú, ú kìa. Thôi tao nhìn thử theo mọi. Ú lùng tè gan heo mọi vô trong. Cây bông rồi. Gì vậy? Cây bông mình. Chút xíu đi qua anh kia cho mày coi cây bông kia còn dữ hơn. Cây bông rồi. Cây bông rồi, thấy cây bông mà màu xanh nước mà xanh nước biển đậm chưa. Con gì rồi. Ừ. Không cọc. Nhìn là vui liền. Nụ cười vui nhất thế giới luôn đó. Nụ cười vui nhất thế giới luôn. Chưa xong gì đó các bạn ơi. Đang làm cái anh thợ đang thi công ở bên trong. Dưới đây là một cái con rồng rất là lớn luôn. Ra đi qua kia hết con. Lên đó đi. Ủa sao quay cả lại. Ở bên kia cũng có một con tương tự như vậy. Đi lạc chúng ta rất là vui luôn. Nụ cười vui nhất thế giới. Ở trên này có một cái hướng đi lên đây. Không biết là đi lên đâu. Bây giờ mình sẽ đi lên đây và coi ở trên này là cái gì nha các bạn.
thấy người ta cũng chắc ăn chụp hình quá kìa. Wow. Ta lại chỗ đó ta ngồi ngay chỗ cái đậu rộng kia đó chọc. Cái này cũng đẹp. Cái này rất là mát luôn rồi. Đây dường như là cái chỗ cao nhất của cái ngọn núi cấm này đó. Lên này coi xem lên này là gì. Thôi đi lên cái nhà này là cái nhà trên đây đây. Gió rất là mát luôn các bạn. Đang đứng ở trên dưới đáy của chỗ Phật Di Lặc. Chơi một lần. Mấy anh chị này mạo hiểm chèo lên kia chụp hình các bạn ạ. Không khuyến khích làm điều đó. Ok các bạn, hiện mình đang ở cái trước cái cửa chùa Vạn Linh đó các bạn. Đây cái chùa Vạn Linh là qua cái phía này. Mình đang đi ngoài đường lúc 12 giờ trưa luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô đây để mình khám phá cái chùa Vạn Linh này coi nó như thế nào nha các bạn. Không biết là người ta có cho quay phim chụp ảnh không nữa. Cái chùa này là cái chùa rất là lớn ở cái đỉnh núi cấm này. Mình nghĩ là chắc có nhiều điều thú vị trong đó. Giờ mình sẽ tiến vào cái chùa đó các bạn ơi. Mình đang đi vô cái khu vực chùa Vạn Linh. Đây là cái cổng chùa này. Tôi đang ngồi ở dưới một cái gốc cây. Một cái cây này hoa nó rất là lạ luôn. Cái màu nó không có bình thường như mấy cây hoa khác. Thì tôi sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng về cây hoa này. Tôi đang ngồi dưới cái gốc cây của nó. Đây là cái gốc của nó đây. Nó chỉ có bà lớn thôi, nhỏ thôi. Nó là một dạng dây leo á. Còn đây, đây là cái hoa của nó đây các bạn ơi. Cái màu sắc rất là lạ luôn các bạn. Các bạn nghĩ đây là một bông hoa giả không? Nó là một cái bông hoa thật luôn. Đây có một cái nhành hoa này, nhành hoa đây. Thôi nên giữ. Hoa thật luôn các bạn. Và đây là cái tên cây hoa này, hoa móng cọp, rất là lạ luôn. Và đây là cái bông hoa thật luôn, cái màu của nó kỳ lạ luôn. Ok, giới thiệu với các bạn ở đây là cái chùa Vạn Linh luôn, cây hoa móng cọp ở chùa Vạn Linh nha các bạn. Ok thì bao nhiêu đây thôi. Mình đang ở trên một cái khung viên của cây chùa Vạn Linh đó các bạn. Đây là một cái chuông to, rất là to luôn.
gốc cây này thật giả ta, cây này chắc cây thiệt quá, gốc cây này rất là lớn. Bạn có thấy cái pho tượng bên kia không? Giống y hệt người 100%. Nếu mà ai nhìn không có rõ thì sẽ lầm là một cái người thật, nhưng mà không, đó là một cái tượng sáp. Tượng sáp được đặt bên trong kia. Giống y hệt 100%, từ lông mi cho đến cọng tóc luôn. Thì đây là một nhà sư, chắc là một nhà sư từng ở trong cái chùa này. Đố các bạn đây là người thật hay là tượng. Thì đây chính là tượng của một sáp của một nhà sư, chắc là tự trụ trì chùa này hay là làm gì trong cái chùa vạn linh này các bạn. Thì đây là tượng của thầy, người ta đúc thành tượng sáp các bạn, giống y hệt 100% luôn. Nếu các bạn nhìn xa thì các bạn sẽ nghĩ là đây là một cái người thiệt. Trong cái chùa này tượng của thầy cũng rất là nhiều luôn. Các bạn đi vào chùa Vạn Linh là sẽ thấy những cái tượng của thầy thôi, tượng sáp. Thì mình đang ở khuôn viên sau của chùa Vạn Linh. Thì đây là một khu Phật La Hán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi bên là 8 người. 9 người cao. 9 người. 2, 4, 6, 8, 9. Mỗi bên là 9 người, hai bên là 18 người. 8 vị Phật, 18 vị Phật La Hán. Ở khuôn viên sau này của chùa Vạn Linh. Phật. Rất là nhiều Phật luôn. Khuôn viên sau của chùa Vạn Linh này rất là rộng luôn các bạn ơi. Thật là hay. Có một vị kia cởi nai nữa kìa. Cởi nai, cởi voi. Khoe bụng. Đó. Sư tử. Đây là cái khuôn viên sau của chùa đang lên đó các bạn. Trên chùa trên kia là một ngôi chùa nữa, người ta đang rung chuông đó các bạn. Đang rung chuông phía trên kia. Bây giờ mình sẽ tiến lên trên kia và mình xem ngôi chùa trên kia nha các bạn. Lội lên hơi mệt xíu. Nằm đâu đó. Trời ơi. Không chỗ nào nằm nữa. Cái dốc này rất là đứng luôn các bạn ơi. Lội lên đây rất là mệt. Nhưng mà thôi mình lên đây mình xem. Du lịch mà. Cái đầu sớm nặng. Lội nó sẽ nặng chân. Từng bước nó sẽ nặng chân. Ủa
một dòng chữ ở trên cái ngôi chùa này, cái tháp này, Nam Mô A Di Đà Phật. Trên đây rất là yên tĩnh luôn các bạn ạ. Có chú tiểu. Đây có tượng chú tiểu rất là vui luôn các bạn. Chú tiểu chúng ta các bạn. Vui chưa? Rất là vui luôn á. Bên đây nữa nè. Mình đã thấy được khoảng 5-6 pho tượng chú tiểu rồi các bạn. Trên đây rất là thành tịnh luôn. Nam mô. Im lặng và thanh tịnh. Còn đây là một cái cản cái chuông, xin quý khách vui lòng không tự đánh cản. Đây là một cái cản, cản để gọi mọi người. Cản này lâu ngày rồi, rất là lâu luôn, bị xét hết rồi. Ok, thì đây là một cái khuôn viên ngôi chùa. Ok, thì kết thúc cái cuộc hành trình ở núi Cấm ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đi về nhà của mình thôi các bạn ơi. Bye bye chào các bạn.